Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Như các bạn đã thấy ở trên cái tiêu đề, bài này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm, những cách để chúng ta có thể trở thành tâm điểm được yêu thích ở những cái nơi tập thể. Cái này khó nha, có chiêu hết các bạn, chứ không phải tự nhiên mà người này được yêu thích hơn, được giúp đỡ, được nâng đỡ nhiều hơn, được cưng nhiều hơn, thậm chí là như vậy ở những nơi công sở, ở những cái nơi tập thể, ở lớp học này nọ, nó có nghệ thuật hết. Và những cái người mà không làm tốt cái kỹ năng này thì thường rất là ganh tị, đi tới đâu cũng trở nên lạc lõng, cũng không được yêu quý, và đâm ra ghét những cái người làm giỏi cái kỹ năng này. Thì như vậy nó kỳ lắm các bạn. Mình đừng có rớt vào một cái lời nguyền của học sinh dở là thường là ghét học sinh giỏi. Đừng nên như vậy. Cái gì cũng sẽ cần học hết, cần những kỹ năng. Đây là những kỹ năng mềm, những kỹ năng xã hội rất rất quan trọng trong cuộc sống này. Vì chúng ta đi đâu, chúng ta cũng cần những cái sự hòa nhập, chúng ta cũng cần những cái sự yêu thương, nâng đỡ, hòa hợp với những người xung quanh các bạn. Chứ sống một mình rất là khó sống. Đừng có tự hào khi mình cô lập, khi mình lẻ loi, khi mình cô đơn. Đừng có tự hào những cái giá trị đó. Nói thật, kể cả bạn là người hướng nội thì sẽ có những lúc chúng ta hướng nội, nhưng vẫn có những lúc chúng ta cần hòa nhập vào xã hội, chứ không phải lúc nào cũng một mình rất là nguy hiểm nha. Thế thì bây giờ không để các bạn chờ nữa, mình vô ha. Làm thế nào để trở thành tâm điểm được yêu thích trong những tập thể? Hello tất cả quý vị và các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình. Cái tiêu đề cái bài kỳ này là làm sao để được yêu thích trong một tập thể, trở thành thậm chí là tâm điểm được yêu thích luôn. Ha, các bạn nhìn thấy ở nơi công sở nào cũng vậy. Có những người có những kỹ năng xã hội phải gọi là xuất sắc luôn. Và ai cũng yêu quý họ các bạn. Đó là những tấm gương tuyệt vời luôn á. Và tại sao chúng ta lại không giống họ nhỉ? Cái gì hay thì mình phải theo chứ. Cái gì dở thì mình không theo, cái gì hay thì phải theo. Cuộc sống đi lên là như vậy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn những kinh nghiệm. Ha, trước khi mà đi vào cái phần kinh nghiệm á, sẽ có hai cái điều mà tôi cần rào trước để các bạn hiểu rõ hơn về cái tinh thần của cái bài này. Thứ nhất, không bao giờ tồn tại một cái người nào đó mà 100% đều được yêu thích và không bị ghét, đúng không? Nên chúng ta hãy thành thật với nhau mà nói. Cái điều mà tất cả chúng ta hướng tới trong cái bài này á, đó là chúng ta trở thành một người đàng hoàng, tử tế và được đại đa số mọi người yêu thích, đặc biệt là những người càng gần mình càng yêu thích nha. Phải nhớ cái điều đó. Chứ mà đừng có chơi theo cái kiểu mà cầu toàn hoàn hảo thì họ mơ đi không có các bạn. Phải có ai đó ghét mình chứ, và đôi khi ai đó ghét mình là vì họ khó ở thôi, chứ cũng chưa chắc mình xấu. Nên mình phải chấp nhận cái sự sức mẻ chút xíu của cuộc đời này, chứ không thể nào đòi hỏi cuộc đời nó tròn quay được. Ha, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là cái mà tôi cũng thú thật với các bạn luôn, ngay cả bản thân tôi, không phải lúc nào tôi cũng cố gắng để được mọi người yêu thích. Sẽ có những nơi tôi rất là trầm, sẽ có những nơi tôi thậm chí không muốn nói cái gì cả, tôi chỉ muốn ngồi một góc im lặng và tận hưởng cái sự cô đơn của mình. Đương nhiên là nó có chừng mực. Ý của tôi muốn nói ở đây là gì? Các bạn phải check xem bản thân các bạn cần cái sự yêu thích của người khác hay không. Ở đây tôi nói là cần, chứ không phải là muốn. Phải hiểu rõ cái việc này nha. Cần có nghĩa là bạn đi làm ở một cái nơi công sở nào đó, bạn vô cùng cần mọi người ủng hộ bạn, tạo điều kiện cho bạn, thương bạn, để bạn có thể làm ở nơi đó vui hơn, hạnh phúc hơn, thăng tiến hơn. Nếu bạn có chữ cần thì bạn phải cố gắng cho nó, không nói nhiều. Còn nếu có những trường hợp bạn không cần thì thôi đừng cố gắng. Phải nói rõ nha, bản thân tôi cũng vậy thôi. Chỗ nào tôi thấy tôi cần thì tôi sẽ nỗ lực. Chỗ nào tôi cảm thấy tôi không cần cái sự yêu thích cái điều đó thì tôi sẽ không nỗ lực. Và nhớ nha, cần chứ không phải muốn. Bởi vì có rất nhiều thứ bạn cần lắm luôn á, nhưng mà bạn không muốn làm, vì nó vất vả, vì nó cực để mà đạt được cái điều đó. Đâm ra các bạn bị lười á, thì các bạn đừng để mắc phải cái lỗi đó. Nếu bạn cần, và kể cả bạn không muốn, nhưng bạn cần, thì phải biết học, phải biết nỗ lực, phải biết vươn lên, phải biết cố gắng, chấm hết nha. Hai cái điều tôi rào trước: một, không tồn tại 100% người yêu thích mình, và hai, nếu mình cần sự yêu thích thì mình phải biết học hành, cố gắng nỗ lực. Và cái kinh nghiệm trong cái bài này đáp ứng được cho các bạn cái điều đó. Thế thì bây giờ làm sao đây? Tôi đi thẳng vào luôn cái câu trả lời, và sau đó sẽ là từng ví dụ nha. Để được người khác yêu thích, thậm chí là bạn trở thành ngôi sao tâm điểm trong mắt của họ, về sự quý mến luôn á, thì các bạn phải làm được ba cái điều rất là sòng phẳng ở cuộc sống này. Rất là sòng phẳng luôn. Một chút xíu nữa các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại nói cái từ này là sòng phẳng. Ba cái điều sòng phẳng này nếu các bạn làm được, không bao giờ ngạc nhiên khi các bạn được mọi người yêu quý. Và kể cả, cái này tôi nói thẳng luôn, nếu có ai đó làm cái điều này được với bạn thì bạn cũng mê họ như điếu đổ luôn. Ở đây không nói là nam hay nữ nha, bạn sẽ quý họ vô cùng luôn. Và có cái gì ngon lành, bạn sẽ nghĩ tới họ đầu tiên.
Và cái ngon lành ở đây, ý tôi muốn nói ví dụ như một người sếp mà có một cái vị trí cần thăng chức lên, thì họ sẽ nghĩ ngay tới cái người họ quý nhất. Chắc chắn là như vậy luôn, họ sẽ nghĩ ngay tới cái người họ quý nhất. Nên nó sẽ nhiều thuận lợi lắm các bạn. Thế thì bây giờ nè, ba cái điều sòng phẳng mà các bạn cần làm được. Thứ nhất, biết người khác thích gì. Thứ hai, sau khi biết người khác thích gì rồi, thì mình xem tôi có thể cho họ điều họ yêu thích này hay không. Và cái thứ ba đó là nếu tôi có thể cho họ cái họ thích, thì làm sao tôi cho họ một cách tế nhị. Làm được ba điều sòng phẳng này, bạn sẽ được yêu quý, bạn sẽ được mọi người ghiền luôn á, chứ đừng nói là yêu quý. Đây toàn là những câu chuyện thực tế thôi. Vậy thì bây giờ trước khi mà đi vào cái phần mà ví dụ á, tôi sẽ giải thích các bạn tại sao lại là tôi dùng là ba cái điều sòng phẳng. Tại vì ở đây các bạn thấy rõ ràng là cái sự trao đổi, mình mang tới giá trị cho người khác và họ trả lại mình một sự yêu thích, yêu quý. Thật là tiếc khi mà ở cuộc sống này, đặc biệt là với những người lạ với nhau á, nó là câu chuyện của điều kiện các bạn. Và các bạn đừng nghĩ những cái điều này là có cái gì đó xấu xa này nọ. Vì chúng ta ai cũng bị thu hút, ai cũng yêu quý những người mang lại những điều tốt đẹp cho mình. Chẳng ai mà yêu quý cái người mà đem lại hết phiền toái này, phiền toái khác cả. Nên cái sự trao đổi này nó cũng đáng các bạn, nó đàng hoàng. Không phải mọi sự trao đổi nào cũng là xấu xa dơ bẩn đâu. Đầy những cái sự trao đổi đàng hoàng. Và đây là một trong những cái dạng trao đổi mà theo tôi là đàng hoàng. Vì mình mang đến cho người ta một cái điều tốt đẹp mà. Mình có cái lòng cái gì mà làm hại người ta đâu. Nên đừng có thấy trao đổi mà bảo là ui cái chiêu này nó mua hèn kế bẩn. Trời ơi, bẩn hay sạch mà mình còn không phân biệt được nữa. Làm sao mà mình có thể phát triển được trong những cái môi trường tập thể? Bây giờ các bạn tưởng tượng một cái người gặp bạn là mượn tiền mà mượn hoài không trả. Gặp bạn là than thở. Gặp bạn là nói những cái lời khó nghe, chê bai bạn. Bạn thích không? Thích chết liền, đúng không? Sao bạn thích được? Tại sao bạn không thích họ? Vì họ chẳng mang cái gì tốt đẹp cho bạn cả. Thì bạn vẫn đang sống trên cái nguyên lý sòng phẳng này thôi. Bạn sẽ đi yêu thích những người mang giá trị lại cho bạn. Và bạn xa lánh những người suốt ngày mang những cái điều tiêu cực. Ai cũng vậy mà, đúng không? Nhớ nha, nguyên tắc để được trở thành tâm điểm chú ý của người khác, cái này nó cần rất là nhiều sự suy nghĩ, cần chất xám đó, chứ không phải là hên đâu. Nhưng mà đương nhiên qua các ví dụ tôi sẽ dắt các bạn đi từ từ và các bạn sẽ hiểu. Ứng dụng vào cuộc sống nó cũng không phải là quá phức tạp. Vậy thì bây giờ chốt lại, để trở thành tâm điểm của sự yêu thích với người khác: một, biết họ thích gì. Hai, xem mình có thể mang đến cho họ cái họ yêu thích hay không. Không nhất thiết là biết họ yêu thích mình phải mang đúng cái đó các bạn. Người ta yêu thích nhiều cái lắm. Và mình chỉ cần lựa một cái họ yêu thích mà mình có thể cho là thành công rồi. Chút xíu nữa các ví dụ các bạn sẽ hiểu. Và cái thứ ba, mang đến cho họ một cách tế nhị. Mình là người biết điều, nên kể cả mình tặng người khác của cho không bằng cách cho. Tặng người ta cái người ta muốn một cách tế nhị, đàng hoàng. Chứ không phải đập lên bàn cái nè, tôi cho anh cái này nè. Cái đó là nguy hiểm nha. Cái đó nó còn phản tác dụng nữa, nên cái này phải làm khéo. Ha, đó là tạm gọi là phần lý thuyết nha. Bây giờ mình vô ví dụ. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ ha. Ví dụ đầu tiên. Bây giờ ví dụ nè. Tôi mới đi vào một công ty thôi, chân ướt chân ráo. Và tôi làm vị trí nhân viên văn phòng. Thì bây giờ giả sử nha, bạn là cái người ở trong công ty đó lâu hơn tôi. Bây giờ tôi vô làm sao tôi lấy được lòng của bạn, để bạn thích tôi, bạn muốn nói chuyện với tôi, bạn muốn chia sẻ với tôi. Bạn không có làm khó làm dễ, không có đâm chọt sau lưng tôi. Tôi làm được không? Ví dụ vậy. Nghệ thuật hết nha. Nghệ thuật hết á. Cái này á là phải biết thì mới làm được. Nó giống như bơi thôi các bạn. Giống như đi bơi vậy thôi. Không biết bơi thì chìm, không có nói nhiều. Có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì cũng chìm. Nhưng nếu biết bơi á thì cố gắng vừa vừa thôi, vẫn bơi được. Câu chuyện là có biết hay không. Vậy thì hãy cố gắng để ý cái phần này nha. Cái ví dụ giả tưởng á như thế này. Bạn là nhân viên văn phòng vô trước tôi, bạn làm được 3 năm rồi. Lương của bạn theo tôi nghe ngóng thì tầm 7 triệu. Mà cái công ty này ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là 7 triệu cũng hơi thiếu đó nha. Và đặc biệt là bạn thường xuyên tăng ca, làm ngoài giờ đó ha. Và tôi mới vô làm, tôi ngồi kế bạn luôn. Rồi tôi thấy bạn bây giờ ngồi kế tôi thì đương nhiên tôi phải kết thân với bạn. Tôi phải muốn một cái môi trường làm việc tốt. Chứ mình mới vô mà đồng nghiệp ghét mình thì làm sao mà mình tồn tại được, làm lâu dài, đúng không? Cái kỹ năng xã hội lúc này nó cần phải lên ngôi. Thì bây giờ các bạn nhìn những cái đặc điểm của cái người ngồi kế tôi á, xem cho kỹ nha, phải nghiên cứu nha. Một là họ vẫn là nhân viên văn phòng giống mình, họ làm 3 năm rồi, lương 7 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên tăng ca. Nè, ok, bây giờ muốn chinh phục người này, muốn trở thành tâm điểm của sự yêu thích, vượt trội so với những người xung quanh, thì bây giờ phải suy nghĩ cái câu đầu tiên. Người kế bên tôi thích cái gì? À,
trả lời câu 1 trước và có cái tin mừng cho các bạn. Các bạn mới vô, các bạn chỉ cần xã giao bình thường thôi và các bạn có quyền biết câu trả lời này từ từ. Chẳng phải là ngày đầu tiên đi làm phải biết chính xác họ thích cái gì để mà mang tới cho họ và được họ yêu thích. Mình làm ở đây lâu dài mà, mình cứ từ từ ngồi nói chuyện xã giao, nói hỏi những câu bình thường cũng được. Rồi được thì ăn cơm trưa chung. Nó đại khái đi làm bình thường như tất cả mọi người thôi, đúng không? Mình có thể cho mình thời gian là vài tuần để tìm ra thứ mà đối phương yêu thích. Thăm dò chứ các bạn, phải quan sát chứ. Và cuối cùng, hàng ngày tôi đi làm, nói chuyện xã giao, lâu lâu nói vài câu, tập trung làm việc này nọ, rồi ăn cũng xin đi ăn trưa chung với mọi người. Bắt đầu nghe mọi người nói chuyện này nọ thì sau vài tuần đi ha. Sau vài tuần, coi như tôi chậm tiêu lắm, tôi không thể nào mà phát hiện ra cái điều họ thích trong vòng một ngày, một tuần được. Tôi mất vài tuần luôn, đó, thì tôi phát hiện ra. Và tôi biết chắc chắn đây là cái mà cái người đồng nghiệp kế bên tôi thích. Đó là gì? Họ rất là thích nói và họ thích được nghe. Họ thích nói, họ thích được nghe. Bằng chứng là đi ăn họ nói rất nhiều và họ rất là khoái cảm giác mà mọi người hưởng ứng câu chuyện của họ. Đây là cái họ thích nè. Biết chắc luôn là thích cái này. Ok, xong bước 1, rất là dễ. Nhưng mình vẫn còn bước 2 các bạn. Và cái bước 2 này là cái bước mà mình tôn trọng bản thân mình. Có nghĩa là mình biết người khác thích cái gì đó, nhưng nếu mình không cho được thì mình không có phản bội bản thân mình. Mình không có ép mình sống giả tạo, thảo mai để mà mang tới cho họ cái mà họ thích nhưng mình lại không muốn mang. Đừng bao giờ để những sự miễn cưỡng đó trong cuộc sống này. Bây giờ, ở bước số 2, tôi phải tự hỏi bản thân mình là cái bà này nè. Bà thích nói nhiều, bà rất thích mọi người hưởng ứng và hỏi tới câu chuyện của bà, chia sẻ với bà những câu chuyện cá nhân. Thì bây giờ mình phải hỏi mình là tôi cho cái thứ này được không? Nếu được, tôi mới qua cái bước số 3. Còn nếu không được, tôi lại tiếp tục nghiên cứu về con người này. Và tôi sẽ kiếm cái điều thứ 2, thứ 3, thứ 4 họ thích. Và chắc chắn khi mà các bạn chủ đích các bạn nghiên cứu, nó sẽ luôn luôn ra 5-7 điều mà họ yêu thích. Có những người thích ăn uống, thích mua sắm, thích check in, thích chụp hình. Rất là nhiều cái mà họ thích mà mình có thể cho họ để họ quý mình. Chứ không phải là một thứ. Nếu mà các bạn nói được kiểu một thứ thì có những người thích tiền thì không lẽ mình cầm tiền mình cho họ, no. Bên cạnh thứ này thì còn rất nhiều thứ khác họ thích. Nên cơ hội để bạn trở thành tâm điểm sự chú ý của người khác là vô vàng nhiều luôn. Phải nhớ cái chuyện đó. Cho được thì cho, không cho được thì kiếm cái khác mà cho. Đề bài nó dễ như vậy đó, chẳng có gì khó cả. Thế thì bây giờ sau khi tôi hỏi bản thân mình, tôi thấy là ok, mình cũng thích ngồi nghe đó. Và chị nè, chị nói cũng kiểu cũng hào hứng. Mình nhắm mình nghe được. Đó, mình nghe được. Và đương nhiên mình nghe mình đâu có nhất thiết phải nghe 2-3 tiếng đồng hồ đâu. Mình hoàn toàn có thể nghe tầm 15 phút, 20 phút. Rồi mình xin cáo từ. Mình nói là mình có việc, được mà. Người ta cũng đâu giận mình. Nên đây là cái rất là thuận lợi để mình có thể cho người khác một cách tế nhị. Nhưng mà bây giờ tế nhị là tế nhị làm sao? Không lẽ giờ vô công ty nói, ê chị, kể chuyện em nghe chơi với. Cái này bị vô duyên thúi luôn. Bây giờ mình phải ngồi mình nghĩ cách mình cho tế nhị. Làm sao? Ví dụ canh cái giờ ăn trưa, mình ngồi ăn bình thường đúng không? Mình nhớ lại ngày hôm trước bạn kể một cái câu chuyện gì đó mà nó chưa có kết quả chẳng hạn, thì bây giờ mình hỏi tiếp cái câu chuyện đó. Đó là cái cách tuyệt vời để tế nhị. Mình hỏi để tạo điều kiện cho người ta nói. Đó là tế nhị ha. Ví dụ như bữa bà khoe là bà mới trồng trên sân thượng của bà mấy cái cây mướp, cây bầu rồi đó, mà bị mưa gió quá trời. Ngày hôm nay bạn hỏi, chị, cái dàn bầu của chị sao rồi? Trời ơi, ngày hôm qua mưa quá trời. Đó, bắt đầu bạn ngồi bạn làm một tràng. Cái mình nghe, mình nương theo câu chuyện đó, nói. Thì riêng là người ta thích bạn còn hơn cái gì nữa. Đó là nghệ thuật. Và cái mình cho mình chả mất cái gì cả. Mình đang chia sẻ câu chuyện của người khác, chia sẻ niềm vui với người khác. Và đó lại là thứ mình có thể cho nữa. Nó quá lợi đi chứ. Các bạn thấy là hơi mắc cười là vậy. Bạn đi làm, có rất nhiều công sở nha. Có những người chị trong đó, những người mà hơi luống luống tuổi mà họ thích nói á. Trời ơi, một khi họ mê một người á là họ mê. Phải nói là mê quá trời mê luôn. Bạn biết là cái lý do mà cái người kia được mê là gì? Thường là cái người kia họ nghe giỏi lắm. Thì họ được quý kinh khủng luôn. Tôi quen ít nhất cũng phải là 5-6 người. Và trong cái công ty, trong cái công sở của họ, luôn luôn có những người mà được yêu quý dè kêu luôn. Mà họ không cần làm cái gì cao siêu cả. Họ chỉ ngồi, họ nghe câu chuyện của những người sếp, của những người mà làm lâu năm trong đó là được yêu quý kinh khủng lắm. Thì thế thì nói nó cũng hơi sòng phẳng cái này. Lâu lâu sẽ có những cái đợt mà lên lương thì cái chị mà mình hay nghe chuyện, chỉ làm trong phòng nhân sự thì chị cũng cất nhắc cho mình cái bậc thăng lương tốt nhất. Và cái này lại là cái sự trao đổi nữa, nói thật. Nhưng mà tôi nói rồi, không phải mọi sự trao đổi đều xấu. Mình đã làm cho họ yêu thương mình thì họ sẽ muốn yêu thương mình lại bằng một cái hình thức nào đó. Mình không bao giờ mình mở miệng ra, mình nói là chị ơi hãy giúp em đi, không.
nhưng người ta vẫn giúp mình. Vậy thì đó là một xã hội, một cái cuộc sống tuyệt vời khi mà chúng ta toàn mang tới giá trị cho nhau không? Đó là cái điều tuyệt vời, chẳng có gì xấu xa cả. Hay là các bạn sẽ thích cái tình trạng là mình vô đó mình làm, rồi mình cô lập, mình không giao tiếp với ai, để mọi người ghét mình, mình muốn nhờ cái gì cũng không dám nhờ, rồi có một cái cơ hội nào người ta nghĩ tới mình cuối cùng. Bạn thích vậy à? No, đó không phải là cái người giỏi kỹ năng xã hội. Nên hãy nhớ dùm nha, 3 bước để làm một người nào đó thích mình trong một môi trường nào đó. Thoạt đầu á, mới vô á, chúng ta chỉ nên tập trung thực hành để cái người gần mình nhất thương quý mình. Nhưng mà khi các bạn làm quen rồi, gặp ai các bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng 3 cái điều này, phát hiện ra điều họ thích, coi coi mình cho được họ cái điều họ thích hay không, và mang đến cho họ một cách tế nhị. Và tôi nói rồi, có rất là nhiều, giống như nãy tôi nói á, chụp hình cũng vậy. Mình là cái người thích chụp hình chẳng hạn, và cái người kế bên mình là cái người cũng thích chụp hình, mà mình lại có kỹ năng chụp hình đẹp nữa, thì mình thấy là có cái để cho rồi, có cái để cho liền. Canh mấy cái lần đi hẹn cà phê cà pháo của cả nhóm đó, mình xung phong liền: chị, em cũng có học qua cái lớp chụp hình, không ấy chị đứng gần cây thông Noel đi, em chụp cho chị tấm xem thử, coi chị kiểm tra tay nghề của em thử. Thí dụ vậy, chụp đẹp cái là họ há hốc mồm, họ thích liền. Nhưng mà đương nhiên cái cách này sẽ không hiệu quả với những người không thích chụp hình. Còn những người mà thích chụp hình thì ôi rồi ôi, sau đó là cả một câu chuyện kéo dài. Họ sẽ nghĩ tới mình ngay lập tức khi mình chụp hình. Thậm chí là họ kêu mình chỉ họ cách chụp nữa. Một cái mối quan hệ được thiết lập. Một cuộc sống dựa trên một cái giá trị mình mang đến cho người khác. Giá trị. Thì những cuộc sống đó nó dồi dào, nó tuyệt vời lắm. Và mình có mất cái gì đâu. Cuộc sống càng ngày càng sung túc, càng ngày càng tuyệt vời hơn. Tôi nghĩ đó là cái cách rất tuyệt vời. Và các bạn nghĩ lại coi, tôi đã thuyết phục được người kế bên tôi thích tôi chưa? Đây là kỹ năng xã hội đó nha. Bây giờ mình sẽ qua ví dụ thứ hai. Hello các bạn, cái ví dụ thứ hai này thậm chí nó còn khó và nó còn căng thẳng hơn cái ví dụ thứ nhất nữa. Đó là làm sếp mình nó thích mình, hay là làm cô giáo mình thích mình nếu mình đi học. Các bạn biết là lại là cái từ sòng phẳng nữa. Nếu bạn đi học mà cô giáo hoặc là thầy giáo thương bạn thì cái việc học của bạn chắc chắn rất là thuận lợi. Bạn sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chắc chắn luôn. Và đi làm cũng vậy. Nếu sếp bạn thương bạn, thích bạn, ở đây tôi nói là một cái tình cảm nó thuần khiết là cấp trên và cấp dưới thôi nha. Đừng có nghĩ những cái gì xa xôi hơn. Tại vì nếu mà các bạn tiêu cực thì nói cái gì ra nó cũng liên quan tới tiêu cực hết. Tội nghiệp tôi. Đây mình nói sự thuần khiết đơn thuần giữa cấp trên và cấp dưới. Thế thì hãy nhớ rằng một cái con đường tên lửa, cái con đường mà đi thẳng từ dưới đất lên vũ trụ một cách nhanh nhất có thể, để chúng ta có thể hạnh phúc, tỏa sáng và vững chãi ở một cái nơi công sở, một cái nơi tập thể, một cái lớp học nào đó, đó là mình được yêu quý bởi cái người cao nhất. Đương nhiên khi mình có cái khả năng này, kể cả mình được cái người cao nhất yêu thương mình, thì những cái người bên dưới vẫn có, sẽ có người thích mình. Tại vì bản thân mình có cái kỹ năng này, mình đối xử đều hết với mọi người, bro hết với mọi người, chứ không phải là chơi lựa ra, chơi kiểu láo cá lựa ra, nịnh sếp, nhưng mà quay xuống dưới lại trở mặt với đồng nghiệp thì bị ghét là đúng rồi. Và tôi không muốn chơi cái trò hai mặt đó. Bây giờ chơi là phải chơi đàng hoàng, thống nhất với ai mình cũng áp dụng 3 bước này hết. Thì bây giờ cái ví dụ đầu tiên đó, tôi đã hướng dẫn các bạn cách áp dụng với người sát bên mình, đúng không? Mình làm quen rồi thì bây giờ mình gặp ai mình cũng ứng dụng được. Bây giờ với sếp chẳng hạn, mình phải nghiên cứu. Bước 1, nghiên cứu giùm sếp thích cái gì. Đừng có vội, và tuyệt đối nha, cái chỗ này tôi nói các bạn không được đoán người ta thích cái gì, tuyệt đối không được đoán, mà là phải đi nghiên cứu, phải quan sát đủ lâu. Không có cái gì gấp cả. Hôm nay không phát hiện ra thì thôi, để từ từ. Có đầy dịp ra để mình có thể quan sát người khác. Nhất là sếp. Nào là ở trong phòng họp, đúng không? Nào là trong những lúc làm ngoài giờ. Nào là trong những lúc đi ăn trưa. Nào là trong những cái buổi gala, những cái buổi tiệc của công ty. Rất là nhiều. Rồi thậm chí là đôi khi sếp không nói chuyện trực tiếp với mình, mà ổng dặn dò nhân viên kế bên. Mình ngồi đó, nếu mà cái âm lượng ổng nói đủ lớn một cách công khai mình nghe được, thì mình cũng có thể lấy đó làm dữ liệu để biết người ta thích cái gì. Thì ví dụ trong tình huống này, mình phát hiện ra là sếp vừa thích và vừa vô cùng dị ứng với cái ngược với cái thích của ổng. Đó là ổng luôn muốn nhân viên nộp sản phẩm đúng hạn. Ổng cực kỳ dị ứng nhân viên nộp sản phẩm trễ. Và ổng cực kỳ yêu thương nhân viên nộp sản phẩm sớm và làm tốt. Là mình thấy rồi, cái chỗ này có thể gãi được rồi nè. Cái chỗ này là rất là ngứa nè. Gãi ngon lành luôn. Xong bước 1, sếp thích nhân viên không làm phiền sếp bằng cái việc nộp trễ. Sếp thích một cái sự chuyên nghiệp. Ví dụ thứ 5 nộp thì phải là thứ 5, nộp trễ hơn thứ 5 là ổng ghét lắm. Và nộp vào thứ 4 thì ổng thương vô cùng. Mình thấy vấn đề ở đây nè.
Ha, như vậy là xong cái bước 1 sòng phẳng rồi ha. Bây giờ tới cái bước 2 sòng phẳng. Biết là sếp thích cái đó đó, nhưng trung thực và tử tế với chính mình. Phải hỏi mình câu, mình cho cái này được không? Cho được thì cho, không cho được thì kiếm cái khác. Có rất nhiều trường hợp các bạn thấy, ví dụ sếp thích nhậu đi, mà mình lại không thích nhậu. Mình không cho cái việc đi nhậu thường xuyên với sếp, mình không cho. Thậm chí là mình nghỉ cái nơi đó, mình đi qua một cái nơi khác mà cái sự nhậu nó ít hơn nữa. Đôi khi nó cần cái sự quyết liệt đó. Không phải cái nào mình cũng cho được. Nhưng một con người có rất nhiều thứ họ thích. Và nếu các bạn thực sự kiên trì, các bạn sẽ kiếm ra được cái thứ mà họ thích, mà bạn cũng sẵn sàng cho. Và từ khóa đây là không gấp. Nói lại rất nhiều lần nha, không gấp. Mất vài tháng để kiếm ra một cái thứ ngon lành và tấn công vào đó và chinh phục luôn là điều bình thường. Giống như là mình mài cái rìu, mình chặt cái cây vậy đó. Phần lớn thời gian là để mài cái rìu chứ không phải để chặt, chặt nhanh lắm. Đúng không? Vậy thì trong tình huống này, khi mà tôi hỏi bản thân mình, tôi nhận ra là mình có thể cho được cái này, thậm chí mình còn thích cái này nữa. Và thế là mình quyết tâm, mình mang đến cái điều này tế nhị cho sếp. Bằng cách tất cả những công việc được giao, mình đều nỗ lực hết sức để nộp sớm hơn một ngày, thậm chí là sớm hơn 2 ngày. Và thậm chí nếu mà tế nhị á, thì lần đầu tiên á, mình nộp sớm hơn một ngày, nhưng lần thứ hai mình nộp sớm hơn 2 ngày, lần thứ ba mình nộp sớm hơn 3 ngày. Từ từ cái ông sếp nhận ra liền, trời ơi, ồ, ê thằng cô này sao hay nha. Bắt đầu họ để ý liền các bạn. Con người mà đề cao cái giá trị gì mà cứ thấy người khác mang đến trước mắt mình, họ nghĩ rất khác. Và đặc biệt những cái người đàng hoàng, tử tế, mang lại giá trị cho người khác, không bao giờ họ đòi một cái gì cả. Ok, em nỗ lực, em làm tốt, em nộp sớm và em soát đi soát lại nhiều lần, không sai một lỗi nào, thì tự nhiên người ta thích rồi. Thì các bạn tưởng tượng là ví dụ sau 1 năm hay là sau 2 năm, thì cái sự mà yêu mến, nâng đỡ của cái người sếp này với cái người nhân viên kia là cao hay thấp? Bạn tự biết bằng trả lời. À, bạn tự biết bằng trả lời. Chắc chắn một cái tỷ lệ rất lớn bạn trở thành tâm điểm trong mắt của sếp. Và khi bạn trở thành tâm điểm rồi, có cái gì mà cơ hội người ta nghĩ tới bạn đầu tiên? Mà các bạn cứ đi làm sếp đi, các bạn sẽ thấy nếu chính các bạn là sếp, thì khi mà có một cái cơ hội nào đó mà bạn dành cho người khác, thì bạn dành cho ai? Bạn dành cho cái người xa lạ với bạn à? Hay là bạn dành cho cái người mà bạn ghét? Không, bạn phải dành cơ hội đó cho cái người bạn quý nhất. Điều đó bình thường và đàng hoàng ha. Đó là ví dụ thứ hai. Thực ra hai ví dụ này nó chỉ làm giúp các bạn làm quen hơn với cái câu trả lời 3 bước sòng phẳng mà tôi nói ở đầu bài thôi. Chứ nguyên lý của cái bài này thực ra là nó rất là dễ hiểu, đơn giản. Tôi rất là nỗ lực để làm các bạn dễ hiểu. Bây giờ các bạn đi học cũng vậy. Coi thầy cô mình đó, cần cái gì nhất, thích cái gì nhất, và hãy đáp ứng cái điều đó nếu mình có thể. Sẽ có những người thầy cô rất là khoái học sinh giơ tay phát biểu, nhưng sẽ có những thầy cô khoái học sinh chăm làm bài tập về nhà. Cái gì cũng được, nhưng mà mình phải biết đúng cái mình gãi, thì mình sẽ chinh phục được sự yêu mến trái tim của người khác rất là dễ nha. Đúng ra là còn cái ví dụ về tình yêu nữa, nhưng mà thôi, cái việc giữa thích và yêu là 2 cái khác nhau nha. Đôi khi mình làm một người nào đó thích nó dễ, nhưng mà làm một người nào đó yêu nó khó. Thì cái đó là phải để một cái bài khác. Còn ở những cái môi trường tập thể, ở những cái môi trường tập thể làm người khác thích thôi là nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Nên cái gì dễ thì mình hướng dẫn nhau trước ha. Đương nhiên ở những cái môi trường đó, nếu mà mình mà được sự yêu thích nhiều thì khả năng tình yêu nó xuất hiện cũng rất là cao. Mọi người quý mình rất là cao, mình trở thành một cái người nhân vật hình ảnh có giá trị rồi. Nhưng mà thôi, đó là những phạm trù câu chuyện khác. Cuối cùng hết, sau cái bài này tôi muốn chúc các bạn sẽ cải thiện được cái kỹ năng và cái trạng thái của cá nhân bạn trong tập thể. Nó hoàn toàn có thể làm được nếu các bạn muốn. Và khi các bạn làm tốt rồi, mọi thứ sẽ thuận lợi. Con người là sinh vật xã hội mà. Nên nếu có kỹ năng xã hội tốt, chúng ta sẽ được nâng đỡ, sẽ được giới thiệu, sẽ được tạo điều kiện, sẽ được giúp đỡ rất rất nhiều để vươn lên trong cuộc sống này. Và đó là cái điều rất tuyệt vời các bạn. Hãy nhớ nha, cố gắng lên nha.